Good morning, Lê Quang. Bà cám, bà cám, bà cám. Mới coi vườn của mình. Ui, ổi nó rụng quá trời anh. Bữa anh quét rồi á. Bữa anh mới quét rồi chắc. Anh quét hả? Ừ, anh quét. Ghê hả? Ờ, bữa giờ anh quét luôn hả? Ờ, anh quét. Ổi vô anh bỏ vô thứ ba là anh quét. Ghê hả? Từ đổ ra. Ai kêu anh quét vậy? Chị không quét, nó đạp, nó đẻ đầy, nó dơ đó. Trời ơi. Trước khi em về lại anh đã quét lại quá nhiều lần lắm rồi. Gì bất ngờ vậy? Ừ. Anh quét sao em không thấy vậy? Sao em thấy được? Trời đất ơi. Tự nhiên anh thấy cái trước mắt anh quét. Anh quét mấy cái cục ổi đó đó hả? Ờ, ổi bỏ không thao, nhưng bỏ không rác. Lấy cái đồ hút rác hốt hả? Ờ, hút rác, cái thao. Trời ơi, bữa nào quét cho coi thử còn bữa thôi. Thứ ba anh quét hả? Thế hả? Anh từ đổ rác đó. Ồ, quét là đổ vô cái thùng màu... Màu xanh lá cây á. Màu xanh lá cây hả? Ừ. Giỏi dữ trời. Ừ, giỏi chứ. Sao quét, thứ ba mới quét hả? Còn giờ để đầy gì gì? Ờ, thì thường đổ rác lần quét nha. Quét vô ngày cuối đổ rác. Thứ ba là mấy giờ anh quét? Thường buổi sáng nè, uống cà phê rồi xong á, rảnh rảnh trước khi ăn cơm quét. Ừ. Để em canh giờ em ra em dòm thôi. Hôm nay là Lê Quang không có đi lễ. Ừ. Trốn lễ, bỏ lễ. Tại vì sao? Tại vì bữa nay là ngày cuối của Nem Show. Anh đi 3 ngày luôn, Nem Show mấy ngày? 4 ngày. 4 ngày anh đi hết 4 ngày luôn. 3 ngày à, thứ năm không có đi. Tại sao? Năm có ai đi á. Ngoài chở đi. À. Chứ thôi cũng đi luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà có gì trong đó mà anh đi dữ vậy? Thì đồ bán đồ nhẹ không đi chơi, tại vì anh bị cái mấy năm trước thì đi là đi ít ngày lắm, tại vì một ngày đi nhiều đi hết luôn rồi, còn giờ chân đau rồi đi một chút là đau rồi. Ừ. Nhiều phải đi về mai đi tiếp. À, mỗi ngày đi chút chút vậy. À. Hả? Hèn chim nó ủa sao anh đi nổi? Đi trong đó là toàn đi bộ không đi à? Đi bộ mà có cho mướn xe mà thôi. Xe ờ, sao anh không mướn? Thôi không. À, tại anh đi chung với mấy anh. À. Chẳng lẽ thì mấy anh đó đi bộ, anh đi xe điện. Không. Tự nhiên cái anh đi có một chút xíu người bắt người ta chở anh về luôn, người ta cũng phải về luôn. Đâu có, thì mấy ông cũng đi đâu nhiều nữa đâu. Mấy ông đi vòng vòng rồi tới khoảng 3-4 giờ là về được. Bữa nay là nó nghỉ sớm, nhưng bữa nay là ngày cuối nó có bán. À, mấy ngày trước không bán? Không, ngày trước để trưng bày nó không bán. Rồi bữa nay anh đi anh hốt hả? Hốt cái không gì? Có chỗ để nha. Không có gì đâu nhà, hốt. Không có chỗ để nha, anh mà mua về anh cho anh để ngoài ra chỗ mấy cái chai ổi kìa. Để ngoài mấy chai ổi nha, không có chỗ để đâu. Ngồi nằm ngủ trên cái đồ đó luôn đi. Đồ quá trời đồ rồi, đâu có chỗ đâu để. Anh tính mua cái gì? Không tính mua cái gì đâu. Sao anh nói bữa nay nó có bán? Thì đó, thì ai cũng nói là ngày cuối là quan trọng á. Thích cái gì là có bán luôn. Nhưng mà trong đó có cái gì trọng? Đủ hết. Đợt, cục, âm ly, dây đờn, dây đeo. Nói chung là coi chung là đầy đủ. Về nhạc không á hả? À. Về băng, giống như mấy người băng nhạc là ta thích đi mấy này hả? Nhạc cũ hả? À. Nhạc nó đi đâu? Ca sĩ không có đi. Có WMC đi á. WMC là nhạc rồi. Ca sĩ mà thích studio thì mới đi thôi. Ồ. Vô mua micro rồi. À vậy rồi. Hả? À, có bán micro hả? Sao anh mua micro cho em? Trời ơi. Micro cho em hát chứ. Rồi anh mua đờn nữa hả? Không có mua. Không mua đờn nữa. Thôi thôi, vắt. Mấy cây kia thích 5.000 rồi. Cây đờn hả? Mấy dây? 5 giây hả? Kìa mấy cái đờn ở Việt Nam của anh có người đòi mua kìa. Anh có bán không? Sắp tới về coi tính. Bán đúng không? Tính thôi. Tính trời ơi. Tính lần sau thì có người mua, có mấy người luôn á. Có mấy người luôn, có một người thì cái chị đó chỉ nói là con của chị là học đường bass.
chỉ muốn mua một cái đờn của anh. Cái xong cái mới nói là trời ơi, cái đờn mắc á không phải rẻ đâu. Cái xong cái chỉ mới nói là bao nhiêu cũng mua hết á. Cho nên anh suy nghĩ, anh về anh chọn cây nào mà anh chuẩn giống như là anh muốn bán á thì anh bán cho chị. Rồi một người bạn của anh muối nữa cũng muốn mua đờn của anh mà muốn tới coi xong rồi lựa, nhưng mà đâu có được đúng không, nhiều quá là nhiều anh phải chọn được. Anh tự chọn cây anh nào anh muốn bán chứ làm gì có chuyện lựa, đâu phải cửa hàng đâu mà lựa. Thì đó, nói không bây giờ anh muốn bán cây nào thì anh chọn ra rồi anh đưa lên, anh nói cây này tôi muốn bán thì mọi người muốn mua thì nhắm, thích cây đó thì mua, còn không thôi chứ đâu có lựa được. Tại vì nhiều lúc có những cây ổng đâu chịu bán, ổng tính là ngâm giấm cái chai cây đờn đó chứ ổng không có bán. Ngâm củ kiệu ngâm củ kiệu ăn Tết biết để ăn chi mà nhiều dữ. Củ kiệu chưa gì chưa, mới bữa nay còn tới mấy tuần lận, 2 tuần nữa mới Tết lận. Màu chưa mua hoa, chưa mua cái cây này kia nữa mà. Tháng sau mới mua, đầu tháng sau mua. Tuần sau mới mua. Tháng sau. Cái gì tháng sau? Đúng rồi, bữa nay là hết tháng 1, đầu tháng 2 mình là gần Tết mình mới mua chứ. Mua cho anh đi nè, giống như năm trước anh mua mứt cho anh đi. Cho anh đi hả? Ok. Muốn đi đi, đi mua cho đầy nhà hả? Vua mua đồ mà. Rồi kỳ nào tháng 3 là về là làm răng đúng không? Về cái là làm bọc răng liền đúng không? Ok không? Ok. Ok nè, chịu rồi nè. Có cái bạn gì của anh Vậy coi coi trong đó có bọc răng không? Ủa vậy hả? Hỏi thử coi. Còn không rồi có ai giới thiệu chỗ nào bọc răng gì đó. Có mấy cái video clip em thấy người ta bọc không có đau đớn gì hết trơn á. Ta bọc đẹp lắm. Mà không có cần mài răng mài gì luôn á. Nhưng mà giờ mài gì răng anh mòn sẵn rồi, cần gì phải mài. Cạp mòn. Bà Linh chuẩn bị tới để đi lễ nè. Hôm nay cho anh ở nhà. Quên, anh đi bỏ lễ anh đi con em show. Tối anh phải về anh đọc nguyên một sâu chuỗi nha. Phải đọc kinh nha. Còn không anh phải đi xưng tội cha bỏ lễ chủ nhật đó. Mấy giờ anh mới đi? Chị đợi anh tiên khoảng 11 giờ mấy mới đi. Là mấy giờ mới hết? Chiều hả? Chắc về 3-4 giờ về rồi. Là ngày hôm nay ngày cuối hả? Ngày năm cuối. Ta làm lần. Làm nè. Thường thường là tháng này hả? Tháng 1. Két kìa. Trời, nãy em đi gọi đảo anh. Em thấy cái bà người nước ngoài, bà là homeless, mà bà đồ bà để đầy trên cái chiếc xe đẩy á. Mền, dép, giày, gối như hai chồng hay sao nè. Lúc đi em thấy đàn ông, mà lúc về thì em thấy đàn bà. Mà lúc mà em đi ngang qua thì em thấy hai con chó. Em nói bụng, trời đất ơi, đã không có nhà ở rồi còn nuôi hai con chó nữa. Hai con chó màu đen. Thôi tội, sợ luôn đó. Trời rồi lấy gì cho con chó nó ăn. Cái em đi vô em tính cho tiền mà em sợ, nó không dám móc ra cái. Cái em đi vô trong đó em gội đầu xong đi ra thì móc tiền sẵn. Cái xong đi ra thì em thấy cái bà. Cái em cho bà tiền. Cái em đi. Bà thank you so much. Trời ơi, cho là cho tiền hai con chó đó. Rồi tội nghiệp nó quá, nó không. Người nhiều lúc bà còn không có ăn sao bánh nuôi chó ta. À, có thể là lúc mà bà còn nhà là bà nuôi hai con chó đó, bây giờ bà không có nhà bà cũng phải dắt nó đi chứ. Đúng không? Đâu có cho ai được. Két. Họ nói chó mới nhớ hôm qua tự nhiên két nó gọi cho em. Nó nói mẹ mẹ
mẹ có cần có giúp cho con một chuyện không? Chuyện gì? Nói con chó của con Kim, con chó màu đen của con Kim nó bị bệnh. Lúc đó chưa có chết, lúc đó nó bị bệnh, bây giờ phải đi bệnh viện mà không có tiền, mẹ có thể giúp không? Cái nó giúp lại nhiều. Cái nó nói là cái nó hỏi giờ, em hỏi giờ coi coi là bao nhiêu tiền. Cái xong cái nó coi coi sao thành 1,000 mấy. Cái nó trời ơi, 1,000 mấy nhiều quá làm sao được. Chủ nó đâu? Cái nó Kim nó có được có 800 mà thiếu mấy trăm. Nó ok, thiếu mấy trăm thì được, thì đem nó đi bác sĩ đi. Ok, mấy trăm thì mẹ giúp được, còn nhiều quá mẹ đâu giúp được. Cái cuối cùng lát nó gọi lại, nó nói chó nó chết rồi mẹ ơi, nó bị bệnh bể bụng đái. Trời ơi, tội nghiệp ghê không? Ô liệt. Con chó nào vậy Kép? Chó đen, đen. Đâu không phải con roi rồi, đúng không? Không phải con roi đúng không? Con roi khỏe con, quá con trời. Con nhỏ mà nhỏ giống như con Happy á hả? Nhỏ hơn luôn á, xíu à. Ồ, con này hả, để coi. Con này nó mấy tuổi? 10 tuổi. Trời ơi, cũng lớn rồi. Trời ơi, ôi bà Linh tới kìa. Bye bye. Bye bye đi, em đi lễ đây. Đi chơi vui vẻ nha. Ok. Chữ ký nè. Mình Linh mới đang nghe cái xong mới rút ra ha, cái USB ra và đưa lên cả. Đây nè. Con này con gì? Cọp. Cọp hả? Cọp con. Cọp con dễ thương ha. Cọp con nó ghê lắm á. Con cọp mẹ. Nó có tuy nó hát tới mấy, 100 mấy bài. 125 bài. Sao mà biết? Bà nghe hết chưa? Bây giờ đang Tết thành ra tôi nghe nhạc Tết. Trời ơi, Tết phải nghe nhạc Tết chứ, thành ra trong xe mình phải có chứ. Bà hát mà tôi nghe hát, tôi nghe chừng nào bà mỏi miệng thôi. Sao rồi các bạn? Đây, cập nhật mặt của Tám hôm nay nè. Môi đã tróc hẳn luôn rồi, lúc hôm bữa là tróc còn cái viền, bây giờ tróc hẳn luôn rồi. Không, lông mày thì hơi tróc tróc, nhưng mà lông mày thì cái lông của Tám nó màu đen cho nên vẫn cũng không thấy màu nâu. Nếu mà mình lại, bởi vì Thanh Mai mới kêu tôi lấy cái mascara màu nâu á, rồi ấy lên á. Với lại có nhiều người ta cạo luôn nâu. Phải không? Có nhiều người ta cạo hết lông, người ta xăm phải không? Không có. Không có hả? Không có lông mừng đi tự nhiên cạo. Trời thì chắc mấy người kia ít lâu cạo là cạo mấy cái xếp thôi, cạo giống như cạo mấy cái lulu tu nè, giống như cạo ngay đây nè, rồi cạo dưới đây nè, rồi cạo trên này nè, cạo cho nó thành một cái xếp cho nó gọn gàng, chứ đâu phải cạo hết lông mày luôn xanh bà nội cũng mọc chứ không nay bình thường rồi nữa. Nó tróc hết rồi. Có bôi Vaseline hả? Có. Chào con Linh. Chào bà ngoại. Chào mà. Tối hôm qua má ngủ được không? Sao xịt ngủ ra vậy? Bà sợ ơi, bà bỏ. Ngủ được hả má? Ừ. Còn không má? Hết hả? Ừ. Mừng ghê ha. Hết rồi, đi chợ Tết. Hết rồi. Má đi chợ Tết chưa? Chưa. Bà ngoại, bữa nào mặc ngoại mặc áo dài. Hai mẹ con đi chợ Tết. Hai mẹ con mặc áo dài. Là anh Quang đấy, khi nào đi mua mứt cho anh đi á nha. Năm nào cũng có câu đó. Đang mà ăn mứt, đang muốn thèm mứt. Nhà bà thơ ăn. Tối hôm qua không có con, má ngủ được hả? À. Có hôm qua con, hôm qua má buồn má.
rồi chứ. Thì tối qua ngủ má nha. Nha. Thôi mất cơm con rồi. Không sao đâu. Qua ngủ rồi mà. Qua ngủ nghe má ngáy. Ngáy con ngủ được. Con có ngáy không má? Má có nghe con ngáy không? Không. Không hả? Con ngủ không vậy? Hay vậy. Mà không coi má, má hết ho luôn hả má? Má còn uống thuốc không? Sáng nay uống viên cuối cùng không uống nữa. Ờ. Ok thôi ngưng uống rồi má. Hết ho rồi thôi. Má đừng ăn dầu mỡ nha má. Ừ. Ăn dầu mỡ vô nó ho. Dầu mỡ với lại mấy cái đồ mà chiên gây ho. Chiên đậu phộng á, dừa. Đúng rồi. Mấy cái đó dừa. Tôm nữa. Ừ. Tôm nó có ho không ta? Mà nghe nó đồ chiên, đồ xào, đồ chiên này kia. Má kỳ này Việt Nam má về không má? Ừ. Về không má? Chưa biết. Trả lời để con mua vé luôn nè. Mày mua vé chung luôn nè. Trời ơi, mơ họ mới hỏi thằng Eric nó coi vé có 900 à. Chăm mà chưa có thuế. Không, 970. 970 là cộng gì? Luôn á. China Line 970 đô á, cái áo qua lộn á. Coi như ngàn cái gì. Dạ đúng rồi. Rồi, đúng nhà thờ rồi. Chút nó ra tắm tiếp nha. Làm phép. Mặc đồ đẹp quá vậy. Làm phép sâu chuỗi với lại tượng Đức Mẹ La Vang của cha An. Đi làm phép xong đưa cho anh nha. Đợi anh xíu. Má con đi làm phép. Ừ. Ừ. Dạ. 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 Chúc chúc lành cho tụi mẹ. Rồi. Yeah. Rồi đến sang mua hài lòng rồi. Rồi cảm ơn nhiều. Anh Đức Tiến kìa. Đi ngoài. Đi ăn phở không? Đi ăn phở ngoài. Đi ăn phở không? Không biết nè. Không biết. Đi đâu? Đi đi về. Đi ăn phở. Lâu lắm rồi năm không có đi ăn phở với má. Đúng rồi. Lâu lắm rồi con có đi ăn với bạn mà. Đi với má này chưa? Đúng rồi. Lâu quá không có đi ăn phở với ngoại nè. Làm phép chuỗi sau chuỗi của cha An với lại Đức Mẹ La Vang xong hết rồi. Ngày mai bắt đầu mình đi gửi. Công nhận nhiều người yêu mến Đức Mẹ ghê á. Tượng nào mà con đem về cũng sạch nhất luôn á. Tết 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 đến rồi. Đi mà pháo pháo lấy Tết đến trong tim mọi người. Mày cho dâm giảng nha. Hay ha, mày bà giảng mày hay. Cho dâm giảng lúc nào cũng hay mọi người. Có chỉ có cha nói là nó nghe thôi. Xong cái cha hai tuần sau dắt nhỏ vòng lại, cái cha đem nguyên một hũ kẹo ra. Cha nói là đây, tôi cũng khoái ăn kẹo. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày tôi, thay vì tôi ăn kẹo, tôi bỏ kẹo trong cái hũ đó đó, bây giờ 2 tuần tôi bỏ một bình kẹo luôn. Là có nghĩa bây giờ tôi mới nói nó được. Là bởi vì mình nói với nhỏ mày đừng ăn kẹo rồi. Nhưng mà mình ăn. Mình ăn sao mình nói nó nghe. Cho nên là
cha phải nói là mình phải không ăn thì nói nó mới nghe. Chứ tự nhiên mình nói ôi mày đứng dậy nha mà mình làm đâu có được. Đó là coi như là cái ý có cái câu chuyện của cha kể vậy á. Rồi cha kể một cái câu chuyện gì nữa đó mà tôi quên rồi, tự nhiên giờ quên rồi. Mà cha Hồng giảng hay lắm nha, cha nói là nói về đồng tình luyến ái là hồi lúc cái này là nó có cả mấy trăm năm ngàn năm trước cũng đã có rồi. Nhưng mà có một thời gian người ta coi những người đó như là quái vật vậy đó. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại vì đó là một cái trục trặc trong cái biến thể thôi. Người ta giống như người ta sanh ra, người ta cũng đâu có muốn vậy, nhưng mà đó là những cái trục trặc trong cái biến thể, cho nên mình phải thương yêu họ. Mình không có được giống như là kỳ thị, hoặc là mình không có được coi họ này kia cái nọ, giống như đó, giống như kiểu người đời á. Cha nói gì đó, trời ơi, cha giảng tự nhiên cha giảng tới đó cái cha nói rồi đóng ngoặc lại không nói nữa. Cha Hồng quá má. Mà cái lời giảng của cha Danh hồi nãy cũng hay quá trời ha. Đúng rồi. Bạn không nhớ hả? Nhớ chứ. Nhưng mà cha giảng là cha nói là hãy cầu nguyện cho các cha rao giảng những lời giảng lời Chúa mà thực tế đời thường đó, rồi đánh động lòng người, đánh động lòng của giáo dân á. Giống như dụ cha nói là bây giờ giảng sao mà mình đi lễ về cái mình nói là qua bài giảng này tôi sẽ biến đổi được con người của mình á. Qua bài giảng này tôi sẽ ít keo kiệt, tôi sẽ cho tiền người này người kia hơn, bớt keo kiệt lại. Qua cái bài giảng này là tôi sẽ về tôi sẽ yêu thương mọi người hơn, hoặc là tôi tha lỗi cho cái người mà tôi đã giận mấy bữa nay. Qua bài giảng này thì tôi về tôi sẽ sống tốt hơn, hay là tôi sẽ sống tốt hơn, tôi sẽ làm việc bác ái, hoặc là tôi sẽ nói chung cũng nhiều thứ cũng lắm. Như là cha nói là thí dụ mình đi coi ca sĩ hát thì mình khen hay ngay lúc đó, đúng rồi. Nhưng mà đi nghe giảng cũng không có kêu, cũng không có cần là phải nghe khen không hay nhưng mà không cần khen hay nhưng mà đánh động trong cái lòng mình á, và mình phải sống tốt hơn, đánh động tâm hồn đó, biến đổi đó. Trời, có một tin vui mà tôi nói là để tôi nói tin vui mà tôi chưa nói đó. Sao? Biết tin gì không? Tin gì? Là Tuyết Nhi á. Sao? Học giáo lý. À. Tuyết Nhi đi học giáo lý mà học mấy tháng luôn quá à. Chứ đúng rồi, Tân Tòng mà. Là học chung với anh em Eric luôn. Rồi để Eric lễ hôm đầu á. Học giáo lý á thì Tuyết Nhi nó học giáo lý thì hỏi nó làm sao, con thấy làm sao ấy. Con đã biết rồi. Thì lúc mà con học con thích lắm. Giống như tại vì Tuyết Nhi đi lễ với tôi á, biết không? Chúng nó thuộc hết trơn luôn. Nó đi riết, nó thuộc kinh. Nó thuộc kinh rồi nó biết. Coi như là giống như một người có đạo vậy nó đó. Nó sẽ hiểu nhiều. Học giáo lý như một người có đạo vậy đó. Mà nó ủa sao con thuộc kinh hay vậy hả? Con mới đi lễ với cô lúc cô về làm mới đây thôi mà. Cái là trời, con coi video cô biết bao nhiêu. Nó nghe. Coi nó video nghe cô biết bao nhiêu. Nói chung là mình không có ngờ, hiểu không? Mình đâu bao giờ mình đi với Tuyết Nhi mà mình nói là Tuyết Nhi vô đạo. Lần đầu tiên bà gặp nó mà. Lần đầu tiên Việt Nam gặp thì Tuyết Nhi đi chung với mình. Tuyết Nhi có thi edit này nọ rồi nó bà cũng làm cho nó noi gương á. Cái đó không biết, mình cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà nói chung là đạo nào cũng tốt, nhưng mà ví dụ như tự nhiên Nhi nó thích vậy đó. Nó thích tại vì không biết tại sao mà mình không bao giờ mình nói là con vô đạo đi, không bao giờ Tám không bao giờ nói á. Tại vì tất cả mọi người bạn của Tám đâu phải ai cũng đạo Chúa đâu, cũng những người cũng đạo khác đạo mà vẫn chơi bình thường, đâu bao giờ mà kêu người này vô đạo kiếm được, không bao giờ. Nhưng mà cái điều đó cũng là vui, cũng là niềm vui của mình ha. Mình cũng thấy vui chứ. Rồi Tuyết Nhi đi học giáo lý chung với lại Eric với lại em Eric, là tại vì
biết sao. Má mới nói, ủa sao mày đi lễ mà mày không rất lễ vậy chúng? Cái nó nói, em chưa có rửa tội. Cái nó nói, thôi vậy đi học đi. Tại vì mình đi lễ mình phải rước Chúa vô người mình rồi. Giống như là để rước Chúa vô mình để nó nói là ba má nó có đạo, nhưng mà ba má nó giống như là bỏ đạo á, giống như là không có đi lễ, không có này nọ, thành ra lúc mà lấy nhau không có, cho nên con đâu con có không theo được gì hết á. Thì bây giờ giống như là nó mới nói là nó như là con chiên lạc á, giờ trở về á mà rất là sốt sắng, và bây giờ Eric đi học chung với Tích Nhi với lại em Eric luôn, thì sau này là ba đứa nó được rửa tội lần đầu rồi được đi lễ rước lễ. Kỳ này mùng 4 Tết ở Đức Mẹ Long Beach đó. Tám sẽ hát bài Mẹ Là Mùa Xuân, bài đó của nhạc sĩ Thi Yên. Là cái anh đó là hồi đó là ca đoạn nhà thờ Kỳ Đồng á, anh cũng chết rồi, mất rồi. Là trưởng ca đàn của bà chị tôi á, là ông anh rể tôi á, con gái ảnh ở đây nè, cũng bạn ổng nhiều sáng tác cũng nhiều bài. Có một cái chị kia biết rồi, tôi đang đi để ra xe, cái chị kêu lên hôm nay có bà có gặp bà Tám không, cái tôi mới nói kìa bà Tám, kìa bà mặt đầu tím chỉ đưa cho tặng cho An nè 100, nhưng mà chị chưa có lấy tượng Đức Mẹ tại chị đậu xe á, đậu xe chặn ta đó, cho nên chị phải chạy, chị nói được có gì chị lấy sao để dành cho chị cái tượng Đức Mẹ La Vàng. Trời ơi, mà công nhận fan bà Tám á, nhiều người yêu mến Đức Mẹ quá ha. Trời ơi, Đức Mẹ là gần với Chúa, giống như mình muốn đến Chúa mình phải qua giống như Đức Mẹ, giống như Đức Mẹ cầu bầu á, mình hay nói là Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa, là Đức Mẹ là gần Chúa nhất mà. Không, ý là tôi nói là tượng Đức Mẹ của tôi đem về á là đủ nhiều, xin tượng măng đen á, ban ơn á, trời ơi xin quá trời, mà tôi đâu có đủ đâu, đâu có đâu mà cho, đâu có đâu mà bà cũng gì đâu á, phải chi có nhiều ha. Mà có mê. Nhiều á, là ai đăng ký trước là Tám gửi trước rồi hết thì thôi tại nha. Tại vì Đức Mẹ măng đen là bây giờ nó mới hơn. Đức Mẹ ban ơn Đức Mẹ gì là nhiều rồi, từ xưa đến giờ. Còn Đức Mẹ ban ơn măng đen là mới sau này. Trời ơi, ở nhà cha Hồng á, mà nhớ không? Ở chỗ cha Hồng, chỗ cái chỗ mà bà Linh Mục Huế đó, bà Tổng Giám Mục Huế á, quá trời Đức Mẹ luôn. Cái phòng của cha Hồng á, Đức Mẹ nào cha cũng có. Trời đó, tôi coi á, tôi nói không có dễ gì mà vô được tòa Tổng Giám Mục Huế đâu, mà đã vậy còn vô được cái chỗ mà toàn là đồ cổ không, mà tôi nói chắc chỉ có bà thôi quá. Mà uổng cái là không có cha Hồng ở đó. Cha Hồng nói lần sau về đi, cha sẽ đích thân dắt lên trên cái nhà gỗ đó để cha giải thích những cái món đồ cổ đó là từ đâu luôn á. Mới tặng cho cha Hồng một cái đồ nấu cơm á, đồ nấu cơm mà cho rất là nhiều người luôn á, như lắm như là giống kiểu cái nồi lớn á, kiểu lớn cái giống như cái tủ lạnh á, cái máy nấu cơm, đúng rồi, giống như cái tủ lạnh mà để nấu cơm để cho nhiều á, tại vì cha Hồng có một cái nhóm thiện nguyện mà để nấu cơm phát cho bệnh nhân nghèo này kia, người nghèo này kia đó, cho nên nấu một lần rất là nhiều đó. Cho nên là mới tặng cho cha Hồng cái máy đó đó. Cha Hồng là cha quản lý tòa Tổng Giám Mục hả? Đúng rồi, cha quản lý tòa Tổng Giám Mục. Trời ơi, quá trời Đức Mẹ luôn. Tôi có quay, bà có coi không? Cái khúc mà coi quay chủ tượng Đức Mẹ. Tôi nằm tôi coi hết. Xong tự nhiên tôi mới nảy ra một cái ý định. Là sao? Là tôi sẽ làm Đức Mẹ Long Beach. Tại sao? Tặng cho cha. Đúng, thì nảy ra một cái ý định đó đó. Chứ tự nhiên quá trời quá, Đức Mẹ nhiều quá trời nhiều luôn phát hành. Mà ho không có được Đức Mẹ Long Beach. Chưa có ai có sáng kiến làm vậy hết. Kỳ đó anh Sĩ anh cũng có sáng kiến đó, nhưng mà chưa có làm. Nhưng mà tự nhiên tôi về tòa tổng một, tôi thấy quá trời Đức Mẹ mà không có Đức Mẹ Long Beach, tôi buồn ghê. Mẹ Long Beach là của Cam Thơ. Rồi cái những cái tượng Đức Mẹ La Vang là Tám đã làm phép xong hết rồi nha. Rồi ngày mai bắt đầu Tám mới gửi đi
cho mọi người. Rồi có người nói là bao nhiêu tám. Tám mới nói tùy lòng hảo tâm. Tất cả những cái tiền mà mọi người gửi cho Tám về Đức Mẹ La Vang á, là Tám đưa cho cha hết. Rồi rồi cái tượng Đức Mẹ Long, ô quên lộn, cái tượng Đức Mẹ mà ban ơn với lại mang đen á, là Tám cũng không có bán. Tại vì cái đó là cha tặng cho Tám, để Tám về Tám tặng cho mọi người. Nhưng mà mọi người cũng gửi cái tiền mà Đức Mẹ đó, cũng như là hình tượng mọi người nhận xong mọi người cứ gửi là Tám ghi vô hết. Tám ghi vô sổ để mà cộng lại để là vô quỹ tháng 3 luôn. Rồi USB cũng vậy luôn. USB gửi cho Tám, tiền USB là cũng bỏ vô quỹ từ tiền tháng 3 luôn. Đó là như vậy đó. Bây giờ bà Tám à, mọi vấn đề là bà Tám à, tập trung vô từ thiện USB này nọ, Đức Mẹ là bỏ vô hết. Phải bỏ vô chứ. Đúng rồi. Chứ mấy cái đó mình nấu, nói chung giờ không bán cũng từ thiện cũng phải làm mà, phải không? Không có mấy tiền đó thì mình cũng phải làm thôi. Nhưng mà có thì càng tốt. Đúng rồi. Không có thì được nhiều hơn. Bà có không có quỹ mấy thì mình chỉ lấy lại một chút cái vốn thôi rồi mình. Nhưng mà mình cũng bỏ tiền túi rồi mình từ thiện cũng vậy thôi. Đúng rồi. Bà còn bỏ hơn nữa. Bà còn bỏ hơn cái tiền bà làm CD riết. Nhiều lúc mình cũng ước gì mình có được nhiều tiền để mình làm cho đã. Bà mà có mấy ngọn núi bà cũng bỏ hết. Bà có 10 ngọn núi bà bỏ 9 ngọn nữa. Còn ngọn cho bà. Đi xuống ăn phở. Xuống ăn phở thèm quá, đói quá. Hết hạn. Đợi bà ngoại. Trời ơi hôm nay đẹp quá ta. Ủa sáng này cân 105 pao à lên. Rồi chúc mừng cứ thế nha. 105 pao rồi. Trời ơi, mặc cái này rộng luôn nè Lâm. À. Không rộng luôn mà. Rộng vô nguyên khúc luôn nè. Thế là vui quá vậy. Chưa. Nó dư rút nè má. Con mà bóp vô là cái eo con nhỏ chiếu à má. Áo này áo ai biết không? Áo của con. Áo con mà nó mặc vui à. Nhưng mà anh này tươi cái gì. Quên là mở cửa cho ngoại bắt ngoại mở. Ta 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 ta. Mời má. Mời con yeah. Mời Linh. Mời bà Tá, mời bà ngoại. Mời ké. Cậy má. Nhớ bé Ly quá. Bé Ly ăn bé Ly. Tháng 3 này nó về đây nó làm chắc nó ăn đi ăn phổ rồi sao ăn cái hoài luôn, nó hết trầm cảm luôn. Gì mà ăn cắm cuối vậy bà thơ? Hít hà nữa hả? Mê mẩn hả? Bé Ly là bé Ly.
Chị Khanh đây cho là nó, chị Khanh. Cho nó thèm chơi. Chị Khanh. Khanh có thèm chị Khanh. Chị Khanh rất là thèm, bé Ly rất là thèm. Má cười. Chị Khanh về lẹ đi, em dắt chị Khanh đi ăn phở. Bà Tám đã ăn xong. Bà ngoại và bà Linh còn ăn, bé Két còn ăn. Má nói thao nói làm sao má? Nói là đâu không có ngon bà ở đây. Mà chị Thao, nhà chị Thao ăn lỡ là ăn hết nước luôn ha. Lúc nào cái tô cũng sạch. Sạch băng rồi. Nước ngon. Gia đình Thao cũng rất là mê phở hoa xoan. Nói chung khẩu vị của gia đình Tám là thích ăn ở đây. Đó, chị Thao thì nó ăn ở đâu cũng bằng ở đây á. Cho nên nhiều lúc các bạn nói ủa sao thiếu gì tiệm mà không đi ăn, mà ăn có một cái tiệm này hoài. Là bởi vì cái tiệm này mình thích, mình đi ăn thôi. Cái chuyện đơn giản vậy mà cũng không biết nữa. Thì thiếu gì tiệm là thiếu gì tiệm món ăn thì ok, thiếu gì tiệm đúng. Nhưng mà chứ phở thì là ăn ở đây. Riêng phở thì ăn ở đây. Hát két ha. Két thấy sao? Ngon ạ. Ngon. Két nãy nó yêu cầu chứ bộ. Cái nói con thích bữa nay đi ăn cái gì, cái nó nói phở. Như két lúc nào cũng muốn phở rồi á. Nhận khẩu vị của mình giống nhau á. Các bạn ơi, cái bản dở đây thường thường nó hay đọc á, che mất tiêu rồi. Mở cửa từ thứ hai tới chủ nhật mà nghỉ ngày thứ tư. Ngày mùng 1 Tết, Tấm sẽ có mặt tại phở Hoa Xoan để đốt pháo múa lân vào lúc 12 giờ trưa. Xin mời các bạn nào mùng 1 Tết rảnh rỗi thì ra đây để mình chúc Tết đầu năm. Và ai lì xì cho Tám thì Tám nhận. Không ai lì xì nè. Có rồi. Rồi cái xuân năm 2024 này không có làm kỷ niệm ký ức thì các bạn có thể quay lại cái clip hồi năm ngoái nghe lại nhạc xuân cũng được ha Linh. Đúng rồi. Là nhạc xuân hoặc là mở USB của Tám nghe. Nhạc xuân không bao giờ mà chán được. Nhạc xuân thì một năm nghe có một lần. Rồi nếu mà coi thì coi lại mấy bài hát nhạc xuân trong cái livestream ấy xuân cũng. Cái gì vậy? Cái miếng lá nó bay trong mặt. Một chiếc lá rớt xuống mà làm hết thơ hết hồn. Cái đó là lạ. Rồi tiếp tục. Cái gì? Nhạc xuân. Đó, nhạc xuân nếu mà coi lại thì mở cái YouTube lên coi cái nhạc xuân của 8 năm ngoái ha, nghe đỡ. Rồi nghe thì nghe bằng USB của 8. Còn các bạn chưa có thì các bạn nên mua. Nè, dễ thương lắm. Nên mua. Có nhạc xuân trong đây nè các hộ, bạn. Ủng hộ. Ủng hộ bà Tám. Bà Tám lấy tiền làm từ thiện không ạ? Em ơi, mua đi. Mua đi là làm em. Mua đi. Có chữ ký. Kỳ nào muốn về đem chữ ký này là chữ ký thơ lê nha, không phải cam thơ. Đang nói tưởng Đức Mẹ đưa ra cái gì cũng hot đó. Đưa ra là hot mà không đủ để mà gửi đi nữa đó. Cho nên đang nói là ví dụ như mẹ Đức Mẹ, ví dụ là mẹ của Thiên Chúa đi. Mà nếu mà mình thương Đức Mẹ thì Chúa sẽ thương mình. Giống như má đi, ai mà thương má cái tự nhiên mình thương người đó à. Ai mà thương má mình á là tự nhiên mình lại thương người đó. Đúng rồi. Chứ ai mà ghét má mình sao mình thương người đó được. Đúng rồi. Cho nên là cha cũng có nói đó, mẹ là mẹ thì Chúa. Cái đó cha giảng nói là mình thương Đức Mẹ, mình cầu nguyện, mình kính trọng Đức Mẹ là Chúa sẽ rất là thương mình. Cho nên là fan bà Tám quá trời người thương Đức Mẹ luôn nha. Tôi có Đức Mẹ rồi, xin nhắn tin không đủ luôn. Tám nói chết mồ, bây giờ để chấm coi Tám check. Mà nếu mà ai mà nhắn tin cho Tám á, còn là Tám gửi đi à. Chứ bây giờ nếu mà không còn, lấy đâu gửi.
Cho nên là nếu mà còn thì Tấm là gửi rồi, thì theo thứ tự thôi, ai nhắn trước thì Tấm gửi trước. Anh Sĩ lấy cái tượng Đức Mẹ mà mình tặng á, Việt Nam đem qua, anh Sĩ để lên cái bàn thờ, anh Sĩ chụp hình cho tôi coi nè. Cái chị kia cũng vậy đó, cái chị đó đến nhà lấy cái tượng về xong rồi chị chụp hình để trên cái bàn thờ có đèn có đồ, chị nói chị đã rước được mẹ về rồi. Trời ơi thương sợ luôn. Thôi clip đã quá dài nha, bây giờ mình up cái clip này ở đây nha, rồi có gì mình hẹn gặp lại các bạn clip sau. Chúc các bạn ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Bye bye, bye các bạn. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.